Đèn tao sáng lắm, làm sao phải nâng cấp? Nói câu những cái câu đấy thì nó cũng có hợp lý so với hoàn cảnh hồi xưa thôi, là đèn đường nó chưa có này. Nếu bác về quê thì bác cảm thấy đèn của bác sáng thôi. Còn đây này, cái đèn của nó là cái đèn halogen như này, em nói các bác nhé. Con này đứa cái này sáng như cái đèn pin, không không đủ sáng để các bác đi. Đây này, cái đèn nguyên bản của nó là cái đèn này cho bác nhá. Và đây, cái đèn em đang thay vào đây là bộ đèn bi này như này. Con này đang kiểm thoải mái anh em ạ. Và thứ hai là hỗ trợ hai chế độ pha cốt, nó rất là văn minh cho anh em đi trên đường mà không gây chói mắt cho người đối diện. Đây, anh em có thể thấy đây là cái đèn gầm này, em thấy không ạ? Đấy, ánh sáng đèn cốt, đấy ánh sáng đèn pha. Đấy, riêng với dòng X3 Pro này thì pha của nó sẽ có tâm vàng như này cho anh em. Đấy, để anh em có thể nhìn thấy là cái hỗ trợ đi mưa đi sương. Đây là đèn nguyên bản của chiếc xe này. Đây là đèn gầm lắp thêm này, anh em có thể thấy độ sáng nó vượt trội hơn rất là nhiều và ánh sáng mặt cắt rất là sắc. Bên bên nguyên bản của chiếc xe này, bên trên của nó là bi rồi nhá anh em nhá. Đây anh em có thể thấy đây là bi này. Đấy, tất cả đều là bi rồi. Và đó là bi led, bi nguyên bản theo xe. Tất nhiên là bi nguyên bản theo xe thì cũng không thể sáng được bằng với bi độ. Đây là mới chỉ là một cặp đèn gầm nên em đã nâng cấp lên thôi. Và đây là ánh sáng pha. Pha nó sẽ pha tâm vàng như thế này. Đấy, đây là cái mã X3 Pro, mã dành riêng cho hệ thống Auto 365. Đấy, để mà với cái ánh sáng nó vượt trội hơn và cả năng chiếu sáng tốt hơn, và lắp đặt cho những cái dòng Mitsubishi này, Honda này, Toyota này, đều tất cả đều là lắp zin hết cho anh em, nên là anh em không phải đục khoét hay đồ trụ chế cái gì cái về chân chiếc rắc chiếc và dưỡng cả. Thế anh em lắp zin hết vào đây. Còn anh em sau này anh em bán xe hoặc anh em muốn về zin thì anh em chỉ cần qua lại cửa hàng bên em đã lắp đặt đấy. Em sẽ về zin cho anh em. Đấy, rất là an toàn. Đấy. Đấy, bi được tháo đèn nguyên bản tháo ra như này rồi. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nha, mà chưa nâng cấp ánh sáng nha, hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay để bên em nâng cấp cho các bác những bộ đèn bi tốt nhất, hiện đại nhất và căn chỉnh đúng tiêu chuẩn nhất cho các bác. Cảm ơn các bác.